Từ hôm bữa giờ cũng đã lâu rồi em không có lên những con cá trong cái phòng lầu 1 này mọi người ha. Thì anh em đã phản hồi rất là nhiều là em ơi quay những con huyết sai lớn đi, mà đừng có lớn quá, tại vì mọi người chúng ta còn muốn kiểu như là chơi một thời gian để nhìn em nó phát triển về màu mè, về body ha. Thì trong clip ngày hôm nay em sẽ quay cho mọi chúng ta xem khoảng 15 con huyết từ 47 xăng cho đến là gần 60 xăng nha mọi người nha, khoảng 50 mấy xăng, nói chung là 47 cho đến khoảng tầm 50-57 xăng ha. Lúa rất là mềm nha mọi người nha, tại vì những con cá này là những con cá em giao lưu cá với khách nè, rồi những con cá là bên trại của em nuôi từ nhỏ, cho nên là cái chi phí nó sẽ có thể tính cho mọi chúng ta được cái lúa nó mềm ha mọi người ha. Thì từ 16.9 17.9 là chúng ta đã có một con cá rất là đẹp nha. Thường đa số tất cả các em này là đều đầu muỗng màu mè ngon lành và đuôi to càng dài ha, đa số là chuẩn chỉ hết. Thì ok, không có làm mất thời gian mọi người chúng ta nữa, bây giờ em mời mọi người chúng ta cùng xem qua 15 con. Và bên em có giao lưu, có nâng cấp và có góp cho anh em mình luôn. Anh em mình không cần đưa trước thì chúng ta có thể mang cá về nhà chúng ta chơi ha. Chúng ta sẽ góp tháng sau ha. Ok mọi người chúng ta cùng xem nha. Và đây là bé đầu tiên trong clip này nha mọi người nha. Đây là một bé ô số 1 mọi người ha. Clip này là clip ngày 18 tháng 5, là được đăng ngày vào ngày 18 tháng 5 mọi người nha. 185 là ngày 18 tháng 5 ha, cho anh em mình dễ phân biệt. Em này là 17 củ 9 nha mọi người nha. Con này là lên đỏ rồi. Đó, màu đã lên đỏ rồi nha mọi người nha. Em nó thì tầm khoảng 50 xăng. Đùi rất là to ha mọi người ha. Màu đã lên rồi. Đó, tổng thể em nó thì tương đối là đẹp hết nha mọi người nha. Chỉ có 17 củ 9 thôi là chúng ta đã sở hữu được một con cá đẹp như thế này rồi ha mọi người ha. Đó, cái hồ này dài 1m1 và rộng 50, mà em nó bơi thì rất là chật chội luôn nha mọi người nha. Đó, mong rằng anh em mình chúng ta sẽ đến lụm nó về sớm để em nó được sống ở trong những cái hồ to hơn, đẹp hơn để phát triển được tốt hơn mọi người nha. Đó, tại vì bên em là showroom thì đôi khi nó không có hồ to để bơi, con cá nó cũng không thể hiện được cái độ đẹp hết cỡ ha mọi người ha. Rồi, đây là em ô số 1 17 củ 9 nha mọi người nha. Rồi, tiếp theo bên đây là bé ô số 2. Ô số 2 này là có cái đầu rất là đẹp nha mọi người nha. Đầu muỗng gãy và cái da đầu nó màu xanh lá cây. Thì những con này thì tố chất màu nó sẽ rất là đẹp ha. Em này body rất đẹp, đuôi càng đẹp luôn, màu mè ngon lành luôn ha. Chuẩn chỉ mắt môi, mắt không sệ, môi không dư. Em này là 19 củ 5 ô số 2. Đó, em này thì khoảng 47 xăng. Bên em có giao lưu, có nâng cấp và có góp cho anh em mình luôn ha. Đó, lúc nào bơi càng cũng hạ, ngon lành nha mọi người nha. Body này lớn lên nó sẽ đẹp nữa ha, càng ngày nó càng đẹp và màu mè nó sẽ phát triển thêm nha mọi người. Đây là em ô số 2 nha. Đó, múa rất là dữ nha. Ô số 2 là 19.5 củ. Đó, em sẽ quay lần lượt từng con và anh em mà thấy con nào phù hợp chúng ta lượm con đó nha mọi người ha. Rồi, bên đây là ô số 3. Đây là một bé khoảng tầm 50 xăng, ô số 3 vẫn là đầu muỗng, vẫn là màu đẹp nha mọi người nha. Mắt môi thì là không sệ và không dư môi. Đó, lưng đã lên và cái đầu cũng đã lên ửng đỏ luôn nha mọi người nha. Đó, đây là những con cá mà em đã giao lưu cá với khách nè. Em chia lại cho mọi người chúng ta với 18.5 củ, 50 xăng, 18.5 củ. Tính ra anh em mình chơi cộng đồng 9 con thì rất là mềm luôn mọi người ha. Đó, rất là mềm luôn. Có 16.9, 17.9 các thứ. Lát nữa em sẽ quay thêm cho mọi người chúng ta xem những con mềm hơn. Đó, mọi người chúng ta cứ xem qua hết ha. Nè, màu mè mọi người chúng ta thấy nè, rất là đẹp nha mọi người. Màu đẹp lắm nha. Ở số 3, 18.5 ha. Rồi, bên đây là một bé full red. Full red 18.5 luôn. Em này khoảng 48, 49 xăng. Đặc biệt em này là đỏ hết đầu và đỏ hết lưng luôn nha mọi người nha. Lột sạch lưng, lột sạch đầu luôn. Đó, 18.5 luôn. Cũng chỉ có 18.5 là chúng ta đã có một con cá full red như thế này rồi. Đó, huyết long full red. Đó, full đỏ luôn nha mọi người nha, full nguyên con luôn. Đó, mắt không sệ nha. Đấy, em quay cái đầu cái lưng cho mọi người chúng ta xem. Đó, lưng với đầu là lên hết luôn. Đó, mọi người thấy không? Đỏ hết nguyên con luôn nha, 18 củ 5 thôi. Đó, lưng với đầu là lên hết nha. Đấy, 18 củ 5, ô số 4 cho bé này. Con này thì cũng tầm 48 xăng. Đỏ hết đầu, hết lưng luôn. Đó, rồi, ok mọi người nha.
Rồi, phía bên trên này là bé ô số 5. Con này là 17 củ 9. 17 củ 9, 50 xăng nha mọi người nha. 17 củ 9. Và chỉ đơn giản như vậy thôi. Rất là ít lúa mà chúng ta đã có một con huyết màu mè ngon lành ha. Đó, mắt môi chuẩn chỉ ha. 50 xăng luôn mà chỉ có 17.9 củ thôi mọi người nha. Con này thì anh em ta nên đèn thì cực kỳ nhanh lên luôn. Chúng ta chỉ cần để một cây led ngang đơn giản thôi, một cái led chuyên dụng vài trăm cành thôi là nó đã lên màu rồi, không cần phải làm gì cao siêu đâu nha mọi người nha. Đấy, ô số 5 17 củ 9. Đó, ok chưa? Rồi, ở bên đây đó là ô số 6 nha mọi người nha. Con này bự ha. Con này cũng 52 xăng. Đó, đầu muỗng, mắt chuẩn, môi chuẩn. Đó. Đây, và em này chỉ có 16 củ 9 thôi nha mọi người nha, 52 xăng mà chỉ có 16 củ 9 thôi. Đó, anh em mình không chơi con này thì chơi con nào? Đầu muỗng luôn nha, mắt môi chuẩn. 16.9, 52 xăng. Đó. Chưa bao giờ mà có những con cá lúa mềm như thế này. Con này là em cũng giao lưu cá với khách này cho nên được cái lúa rất là mềm ha. Đó, khi mọi người chúng ta chén, chúng ta muốn nâng cấp, chúng ta muốn lên đời thì mọi người chia sẻ là cho em nó mềm thì em sẽ chia sẻ lại cho anh em mình mềm ha. 52 xăng, chỉ có 16 củ 9 thôi. Đó. Rồi, phía bên dưới này thì chúng ta sẽ có đến với em ô số 7. Con này là 18 củ 5, màu mè ngon lành, mắt môi ok, đuôi bự càng dài. Em này là 18 củ 5, em nó là cũng 53 xăng. Đó, 53 xăng. 53 55 xăng rồi đó nha mọi người nha. Màu mè rất là ngon lành, chỉ có một cái là em nó bơi trong cái hồ này thì nó quá là chật, nó không có thể hiện đủ cái độ đẹp của nó nha mọi người nha. Đây là ô số 7 ha, 18 củ 5, 18.5 củ. Đó, đu rất là bự và càng rất là dài. Con này đu răng cưa luôn ha. Tính ra anh em mình chơi 9 con thì chỉ có hơn 100 thôi, quá đẹp. Đó, ô số 7 ha, 18 củ 5 nha mọi người ha. Đấy. Rồi, tiếp theo phía bên đây là ô số 8 mọi người nha. Con này xuất sắc luôn. Con này từ mắt, môi, đuôi, càng, màu mè, mọi thứ đều cực kỳ xuất sắc. Đuôi rất bự luôn nha mọi người nha. Con này em giảm còn 19 củ 5 thôi. Mắt môi rất đẹp nha mọi người nha. Đó, do mới mang về thì cái mắt nó cọ và bao thì nó hơi đục đục tí. Cái này em xử lý được nha. Đó, đơn giản thôi, cho muối là hết. Nè, lưng nó đã lên hết rồi, ửng lên hết rồi nha mọi người nha. Và đuôi càng rất đẹp luôn, môi đẹp. 19 củ 5, con này là ô số 8 nha mọi người nha. Con này 53 xăng, 53, 55 xăng ha. Đó, tầm đó. Cá rất đẹp, con này cực kỳ đẹp nha. Tổng thể rất đẹp luôn. Ô số 8, 19 củ 5. Rồi, phía trên đây là bé ô số 9 nha mọi người nha. Con này 18 củ 5 ha, ô số 9, 18.5 củ. Đó, cá rất là sung, rất là căng ha mọi người ha. Ô số 9, 18 củ 5. Bên em có giao lưu và có góp cho anh em mình mọi thể loại ha. Con này càng rất là dài nha mọi người. Đó, bầu càng của nó nè. Đầu muỗng nha. Đó, đầu muỗng càng dài ha. Căng xè luôn, 18.5. Đa số trong clip này là từ 17.9 đến 18.5. Đó, sung căng. Đó, đây là ô số 9, 18 củ 5 nha mọi người nha. Đó. Rồi, mình tiếp theo mình sẽ đến với con ô số 10. Ô số 10 này là 17.9 củ nha mọi người nha. Con này là 48 xăng, vảy đã lột lưng. Và má thì lên 3 tít luôn nha mọi người nha. Hai bên má lên 3 tít luôn, màu rất là đậm nha. Em này là 17 củ 9 thôi. Con này là ô số 10, con này là 48 xăng mọi người ha. Đó, 48 xăng, lên 3 tít, cái má lên rất đậm 3 tít luôn nha mọi người nha. Đó. Đó, con này thì môi nó hơi dày một tí nè. Với lại cái mang bên đây khi mà nó thở mạnh thì nó có hơi phục vào trong một tí. Cái này anh em về chúng ta thả hồ rộng, nước sạch là nó sẽ khắc phục được cái tình trạng này ha. Đó, tại vì cá này đã giao lưu cá với khách. Đó, ô số 10, 17 củ 9 nha. Đặc biệt bên em là cá có sao là nói vậy mọi người ha, chúng ta yên tâm về vấn đề đó. Đó. Rồi, ô số 10, 17.9 nha mọi người nha. Đó.
ba tít. Anh em thích chơi ba huyết ba tít thì lấy lụm con này về, chỉ 17 cung 9 thôi. Rồi tiếp theo là ô số 11, bé này body quá đẹp luôn và màu cũng xuất sắc luôn. Đây màu rất là đậm nha mọi người nha, căng đét luôn. Em này là ô số 11, lại là 17 cung 9 thôi mọi người nha. Mắt môi là sát rạc luôn nha, mắt môi cực kỳ chuẩn luôn, đuôi càng rất là lồng lộn, 17.9 cũ thôi. Đó, 17.9 cũ, chuẩn chỉ hết nha mọi người nha. Cái má lên nó đã đỏ rồi. Đó, lên viền rất đậm ha. Đó, em quay thực tế ở mấy em nó đang bơi tại Châu Văn Liêm, số 38. Anh em nào tới thì gần đây thì chúng ta tới, chúng ta xem, chúng ta giao lưu ha. Rồi, đây là ô số 11, 17 cũ 9 nha mọi người nha. Quá đẹp nha, con này cực kỳ đẹp, lúa mềm luôn, màu mè body đuôi càng đều đẹp hết. Tiếp theo là ô số 12, là bé này body quá là dữ luôn mọi người ơi. Đáng lẽ con này là nó nằm ở trên cái clip cá cao nha, nhưng mà em giảm luôn, em hạ xuống còn 19 cũ 9. Con này ô số 12, body ngắn bản cao giống như là semi sọt nha mọi người ha. Đó, em này tầm 50 xăng nhưng mà cái bảng nó rất rất là cao luôn mọi người. Đó, 19 cũ 9, ô số 12, đầu gãy nở hậu. Đó, vảy rất đều, rất đẹp, rất to và vảy rất non ha. Cái này anh em về chúng ta tên đèn thì nó sẽ lên màu rất là nhanh. Đấy, con này mới kéo bên trại lên cho nên là về nó chưa có được sung căng lắm, nhưng mà con cá này rất đẹp nha anh em, quá đẹp luôn. Đấy, rồi đây là ô số 12, 19.9 cũ ha, 19 cũ 9. Mắt môi là cận cảnh rất đẹp nha mọi người nha. Rồi bên dưới này là ô số 13. Ô số 13 này thì màu xuất sắc luôn, lồng vẫy màu rất là sậm nha anh em. Con này là 18 cũ 5, màu siêu màu luôn, chưa đánh đèn ngày nào nha, em chỉ mở đèn phía bên trên thôi, nhưng mà nó màu rất là xuất sắc luôn. Đó, con này đã đỏ dưới bụng luôn nha mọi người nha, đỏ dưới bụng luôn. Con này mới giao lưu cá với khách nè, con này mo thì nó hơi dày một chút nha. Đó, bụng là đỏ luôn, lồng vẫy màu rất là sậm, chứng tỏ như con này là khi nó lên màu thì màu nó sẽ cực kỳ là đậm nét luôn. Đuôi càng thì đẹp hết, chỉ có cái mo nó hơi dày một tí thôi. 18.5 ô số 13 nha mọi người nha, 18.5 ô số 13, mã clip là 185, bên em có giao lưu và có góp cho mọi người chúng ta ha. Đấy, ok, ô số 13 nha mọi người. Đó, con này là khoảng 49 xăng nha ha. Rồi bên đây là ô số 14, con này là màu rất là chất luôn nha mọi người nha. Con này hôm trước là anh trai anh khách anh nuôi phong trắng ha, cho nên là cái lồng vẫy nó sẽ sáng hơn. Em bữa giờ em mới để vào hồ đen đây thôi. Đấy, quay cho mình là xem nè, body nó rất là mập mạp, rất là sumo luôn. Em này là ô số 14 nha, 50 xăng, 18 cũ 9. Đó, mọi người thấy không, 18.9 cũ, cá thì cực kỳ là sumo nha mọi người nha, lưng nó chè phè luôn á, lưng chè phè luôn. 18 cũ 9, ô số 14. Đó, ô số 14, 18.9 cũ, vẫy lên màu rất là tươi nha mọi người. Lưng thì đã lột rồi, cái lưng con này rất là đẹp nha. Đây, đó, cái vẫy hàng lưng nó rất đẹp ha mọi người thấy không. Đó, ô số 14, 18.9. Nếu mà nhìn từ trên xuống thì cái môi nó cũng hơi dày một chút xíu, nhưng mà bù lại thì màu sắc rất đẹp nha. 18.9 cũ. Rồi ok, chúng ta sẽ đến với con ô số 15. Ô số 15 là con này nằm đây. 17 cũ 9, con này 50 xăng. Đó, 17 cũ 9 nha mọi người nha, 50 cm ha. 50 cm. Đây, năm mươi xăng, vẫy đã lột lưng rồi, đang ửng cái đầu lên luôn nè mọi người thấy không, màu mè rất
là ngon lành ha. Đầu mũi càng dài, màu sắc rất là ngon. Cái con cá thì mặt nó rất là non, anh em mình chúng ta tanning đèn thì nó sẽ lên rất là nhanh ha. Đó, đây là con cuối cùng trong clip này. Cảm ơn mọi người đã xem. Hẹn gặp lại mọi người chúng ta trong những clip tiếp theo nha. Bye bye.